Đây là bản tiếng của sáo di cư hay còn gọi là sáo đồng bạc, sáo đồng trắng nha anh em. Tiếng này đánh rất là ok, nó vừa có tiếng gọi nè, gọi là nó kêu chậm chậm nè anh em. Rồi có cái tiếng để quyết định nhảy vô lưới lại bay vô lưới nha anh em, hay còn gọi là tiếng ngủ. Thì anh em nào cần file này thì liên hệ số điện thoại của Thuận trên màn hình để Thuận tư vấn cũng như bán tiếng cho anh em. Anh em thấy hay thì bấm like, đăng ký kênh, bấm vô kênh của Thuận để tìm hiểu một số tiếng khác nữa nha anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều, chào anh em. Anh em cần máy gốc của tiếng Kim này mà không bị tiền nhạc vào, anh em liên hệ số điện thoại 0708252799 cho anh Thuận để tư vấn thêm. Cũng rất là ok. Ngoài ra, Thuận chuyên nhận cắt, ghép, chỉnh sửa, lọc bỏ âm thanh khe và bạn tất cả các loại tiếng Kim di cư mới nhất theo năm tháng. Anh em xem qua clip này, nếu thấy hay thì hãy bấm like và sẵn tiện đăng ký kênh Xăng 7. Đồng thời anh em bình luận thêm ý kiến để kênh phát triển thêm. Cảm ơn anh em rất nhiều ạ. Anh em xem qua clip này, nếu thấy hay thì hãy bấm like và sẵn tiện đăng ký kênh Xăng 7. Đồng thời anh em bình luận thêm ý kiến để kênh phát triển thêm. Cảm ơn anh em rất nhiều ạ.